my birthday. Ngày hôm nay thì cũng là những ngày cuối cùng tại Philippines rồi. Và sinh nhật của Châu thì là ngày 6 tháng 12. Nó rơi vào độ 3 ngày cuối tuần tại Philippines. Thì bản thân mình thì cũng cảm thấy là nói không có gì thì cũng là hơi xạo xạo. Nó là nói dối nhưng mà mình cũng có một chút buồn buồn. Và cái ngày sinh nhật là có một điều đặc biệt là thầy thưởng hẳn cho mình thêm một tiếng luôn mọi người ạ. Như bình thường thì mình học từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ. Nhưng mà hôm đó thì thầy quyết định dạy đến 11 giờ luôn. Cho nên là ngày sinh nhật tính ra là cũng có ý nghĩa đó chứ. Và chắc là mọi người đang rất là nóng lòng để mà biết được cái signature catchword của Ngọc Châu đó là gì. Thì Ngọc Châu cũng xin được bật mí, đó chính là Châu và thầy Catlot phát triển cái kỹ thuật catchword này dựa vào một biểu tượng của Việt Nam. Hôm qua mình không thể ngủ được nên hôm nay mình buồn ngủ. So how do you feel? The day is latte. After 4 years, I was very scared because a lot has happened for the past 3 years, so I don't know what to expect. But now, ciao. It's a tears of happy. It's not a tear of pressure, you know. You know what I mean? Like, I'm so happy because finally we're working hard and we achieved something new. And this really, really new for me. So, I'm so thankful. I'm so grateful about that moment. It's really.